Hello mọi người, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của bác sĩ. Và mọi người hay thắc mắc là không biết bác sĩ ở nhà chăm sóc da như thế nào, thì hôm nay bác sĩ làm một cái clip ngắn về các bước chăm sóc da của bác sĩ trước khi đi ngủ. Và nếu như bạn đã thích kênh YouTube của bác sĩ thì nhớ like, share và cho bác sĩ một subscribe nha. Rồi, đầu tiên đó chính là rửa mặt. Khi mà đi làm về thì cái việc đầu tiên là bác sĩ rửa mặt, và thay vì cái thuốc tẩy trang mà chúng ta hay dùng thông thường thì bác sĩ sẽ rửa mặt với cái khăn tẩy trang. Thì đây là một dạng khăn tẩy trang được sản xuất theo công nghệ của Mỹ, và những cái sợi bông nó được dệt rất là đặc biệt, cho nên chỉ cần tác động với cái nước nóng thôi thì nó có khả năng tẩy ra những cái chất bụi bẩn và đặc biệt là trong nắng. Thì da của bác sĩ thì rất ít trang điểm, cho nên bác sĩ chỉ có tẩy bằng kem trong nắng thôi. Mình lau nhẹ nhàng nha mọi người. Bước tẩy trang bằng khăn đã xong, coi như chúng ta đã tẩy được cái trang chống nắng trên bề mặt da. Sau đó chúng ta phải rửa lại. Đó là nhớ là khi rửa mặt chúng ta nên rửa bằng nước mát, không nên rửa bằng nước ấm quá lâu. Thứ hai nữa là bác sĩ sẽ sử dụng sữa rửa mặt. Đây là loại sữa rửa mặt bác sĩ khá là thích, vì sữa rửa mặt này nó được chiết xuất từ các loại nấm và một vài cái loại enzyme, đồng thời là có chiết xuất của mật ong. Sữa rửa mặt này rất dịu nhẹ, nếu như hôm nào mà làn da khó chịu, cảm giác khô căng thì bác sĩ sẽ rửa mặt bằng sữa rửa mặt này. Còn bình thường thì bác sĩ sẽ rửa bằng cái loại sữa rửa mặt này. Đây là một dạng sữa rửa mặt cũng dịu nhẹ luôn. Làn da của bác sĩ là da thường cho nên nó là rất là dễ trong cái việc mà lựa chọn sữa rửa mặt. Như vậy là bác sĩ đã rửa mặt xong. Sau khi chúng ta rửa mặt xong thì chúng ta có thể lau lại với cái khăn tẩy trang khi nãy, chúng ta chỉ cần vắt nhẹ lại và chúng ta lau thì cái bề mặt da đã rất là sạch. Bây giờ sau khi bác sĩ đã rửa mặt xong thì đến bước quan trọng nhất, đó chính là dưỡng da. Nếu như một làn da chúng ta muốn đẹp thì chúng ta phải dưỡng ở mức độ vừa phải. Chúng ta không nên dưỡng quá nhiều lớp trên bề mặt da, tránh tình trạng bị tắc lỗ chân lông các bạn nha. Đầu tiên bác sĩ sẽ dùng đó chính là cái nước cân bằng da. Thì đối với những cái dạng nước hoa hồng cân bằng da này thì bác sĩ sẽ bôi rất là vô tư trên bề mặt da. Mình chỉ cần mình thấm nhẹ, hoặc là các bạn có thể dùng cotton bud ha. Nhưng mà bác sĩ thì bác sĩ thích sẽ dùng tay để vỗ nhẹ trên bề mặt da. Mình vỗ đều ha. Và đồng thời các bạn nhớ là đừng quên cái vùng cổ nha. Đó chính là lý do mà bác sĩ rất là thích cái việc mà sử dụng nước hoa hồng để mà bôi xoa lên bàn tay, vì lúc đó là những cái sản phẩm dư thừa nó sẽ thẩm thấu vô lòng bàn tay và nó rất là đẹp. Tiếp theo là bác sĩ sẽ sử dụng một cái loại kem dưỡng. Thì hôm nay bác sĩ sẽ chọn loại serum dưỡng đơn thuần. Đây, hôm nay bác sĩ sẽ chọn loại Charmaine Capucine. Đây là một cái dạng dưỡng để phục hồi da, và cái độ ẩm đối với cái loại kem này thì rất là dịu nhẹ. Đây là một sản phẩm của Tây Ban Nha. Bác sĩ có khá là nhiều loại kem, và đối với cái loại kem dưỡng này thì bác sĩ rất là thích vì cái độ mềm mượt của kem dưỡng, và đồng thời cái sự thẩm thấu nó rất là nhanh. Và cái mùi hương á, nhiều người hay lo lắng khi mà mình thấy cái sản phẩm nó có những cái mùi hương thì mình sợ là những cái hóa chất. Nhưng mà đối với những cái dòng sản phẩm của Tây Ban Nha thì những cái mùi hương này rất là tự nhiên. Những cái thành phần hoặc là những cái cách bào chế của Tây Ban Nha nó đã giảm thiểu cái tình trạng là kích ứng trên bề mặt da. Và bác sĩ rất là thích cái mùi hương này, tại vì nó đem đến cho mình cảm giác là rất là thư giãn, thoải mái trước khi đi ngủ. Cái việc mà chúng ta sử dụng mùi hương trong cái trị liệu hoặc là những cái giải pháp thư giãn á, thì đã được các nhà khoa học nghiên cứu rất là nhiều. Và trong cái mùi hương này thì bác sĩ cảm nhận một cái sự thanh thoát nhẹ nhàng, và vì vậy bác sĩ rất là thích. Hôm nào mà bác sĩ đi làm về mà căng thẳng á thì bác sĩ sẽ chọn cái chai sản phẩm này, vì nó có một cái chút mùi hương nhẹ đó. Thì khi mà bác sĩ sử dụng những cái loại sản phẩm dưỡng xong thì cái việc thứ hai là chính là vỗ nhẹ trên bề mặt da thôi. Có khi thì bác sĩ sẽ dùng máy, và có khi là bác sĩ sẽ dùng tay ha. Hôm nào mà siêng á thì sẽ dùng máy, còn hôm nào mà lười và muốn nhanh thì thôi dùng tay. Và một bước cuối cùng đó chính là dưỡng mi. Bác sĩ không có hay kẻ mi mắt hoặc là trang điểm mi mắt, nhưng mà vẫn thích là có cái lông mi dài một chút, cho nên đó là bác sĩ sẽ chọn giải pháp là dưỡng mi. Đây là serum dưỡng mi ha.
Serum này là của Đức, X Plus. Để mà bôi cái serum này á, thì mọi người nhìn em bác sĩ hay bôi một con á. Tại vì khi mà test sản phẩm cho một cái nhãn hàng á, thì bác sĩ sẽ chọn test có một bên của khuôn mặt thôi, để mà mình đánh giá được cái sự so sánh với bên còn lại á. Nên bác sĩ test ở con mắt bên này, bác sĩ thấy là cái mức độ dày của cái lông mi á, bên này lông mi nó mọc có vẻ là nó dày hơn và nó dài hơn so với bên này nữa, mặc dù là bên này là bác sĩ đã cắt bớt để trong quá trình bôi thuốc thì nó có sự kích thích của sợi lông mi rồi. Mà sau khi đã test xong sản phẩm thì chắc chắn là bác sĩ sẽ phải xài hai bên cho nó mọc đều nhau. Đó là các bước mà bác sĩ dưỡng da trước khi đi ngủ, và như vậy là xong rồi đó mọi người. Và bác sĩ sẽ đợi cho cái mỹ phẩm này nó thấm trên bề mặt da khoảng 15-20 phút, thì trong lúc đó thì bác sĩ hay ngồi đọc sách nè, coi điện thoại hoặc là check trả lời tin nhắn của mọi người cho cái lớp mỹ phẩm nó khô ráo. Tại sao bác sĩ phải khuyến khích mọi người nên đợi khoảng 15-20 phút? Tại vì cái da của chúng ta nó cũng nắng mưa lắm. Có những lúc đó, chúng ta bôi những cái loại sản phẩm mặc dù thân quen rồi nhưng mà nó vẫn có khả năng kích ứng, cho nên chúng ta phải đợi 15-20 phút nếu như chúng ta có cái cảm giác khó chịu trên bề mặt da, hoặc là cảm thấy cái da nó rít quá, nó khó chịu quá, thì chúng ta nên rửa mặt trước khi chúng ta đi ngủ, tránh để mà cái chuyện là chúng ta bôi một loại mỹ phẩm mà hôm đó nó vô tình nó kích ứng và chúng ta lại ngủ mê không biết thì sáng hôm sau nó đã có cái hậu quả rồi. Cho nên bác sĩ hay khuyến khích mọi người là bôi sản phẩm xong mọi người nên đợi khoảng 15-20 phút sau đó mới đi ngủ nha. Rồi, hy vọng là đoạn clip bác sĩ chia sẻ có thể đem đến một chút trải nghiệm thú vị cho mọi người về các cách dưỡng da của bác sĩ. Và nếu như chúng ta thích cái kênh YouTube này thì mọi người nhớ like, share và cho bác sĩ một subscribe nha. Bye bye mọi người.